Chào các bạn, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với các bạn một câu chuyện nói về lời tự thú của một hacker người Việt Nam sau khi bị ngồi tù 7 năm tại Mỹ. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Thì cái người hacker này có tên là Ngô Minh Hiếu, sinh năm 1989. Thì anh này đã làm hacker và kiếm được 125.000 đô la mỗi tháng nhờ một cái việc làm duy nhất, đó là cung cấp dịch vụ đánh cắp danh tính của người dùng. Chỉ thế thôi đó. Thì anh này sinh ở Gia Lai và có biệt danh là Hiếu PC. Anh ta vừa được ra tù tại Mỹ sau hơn 7 năm bị bắt giam. Thì khi mà ra khỏi tù đó, thì anh ta kể lại cái con đường xa lầy trong thế giới ngầm của mình cho một nhà báo chuyên viết về tội phạm mạng có tên là Brian Krebs, là chủ của trang Krebs on Security. Và khi mà anh kể thì anh có cái mong muốn là anh cảnh báo cho những cái người khác đừng có đi theo cái vết xe đổ của mình. Những người khác đây tức là những người mà cùng làm những cái công việc trên mạng đó, những hacker đó. Thì trong vài năm, bắt đầu từ năm 2010 á, thì anh Hiếu này anh điều hành một trong những cái dịch vụ mạng, dịch vụ mang lại lợi nhuận cao nhất trên Internet, có liên quan đến cái việc mà bán forms, tức là bán những cái hồ sơ mà chứa hàng trăm nghìn danh tính bị đánh cắp, như là chứa tên của người dùng này, ngày sinh, số an sinh xã hội, email và địa chỉ nhà riêng. Những cái thông tin này thì được tội phạm mạng mua lại để có thể lừa đảo hoặc là làm giả thẻ ngân hàng của nạn nhân. Khi mà cơ quan mật vụ Mỹ bắt giữ Hiếu vào năm 2013 thì hacker trẻ tuổi này đã kiếm được là hơn 3 triệu đô la nhờ bán dữ liệu cho nhiều đường dây tội phạm có tổ chức ở Mỹ. Thì tháng 2 năm 2013 thì đặc vụ có tên là Matt O'Neill đã lên một cái kế hoạch để mà dụ Hiếu ra khỏi Việt Nam và bay đến Guam. Cái nơi này là cái nơi mà cậu đã bị bắt và đưa về Mỹ. Thì O'Neill cho biết là ông mở cuộc điều tra sau khi mà đọc một cái bài viết danh tính của bạn đáng giá là bao nhiêu, đăng vào năm 2011 trên trang Krebs on Security. Thì trong đó có nhắc đến website của Hiếu. Hiếu PC này không nổi tiếng, nhưng mà thông tin mà cậu bán ra thì đã tiếp tay cho hàng loạt tội phạm hoạt động trên mạng khác thực hiện các cái vụ gian lận tín dụng hoặc là đánh cắp tài khoản với giá trị ước tính là khoảng 1 tỷ đô la. Thì tôi không rõ có tên tội phạm mạng nào gây ra thiệt hại về tài chính với người Mỹ nhiều hơn Ngô. O'Neill nói, cậu ta bán thông tin cá nhân của hơn 200 triệu người Mỹ và cho phép bất cứ ai cũng có thể mua với vài đồng bạc thôi. Thì đây là một cái sự khởi đầu. Gia đình Hiếu thì có một cái cửa hàng thiết bị điện tử và năm 12 tuổi thì cậu được bố mẹ mua cho một cái chiếc máy tính. Đến năm 19 tuổi thì cậu đã theo học tại New Zealand và lúc này đã là admin của một số diễn đàn hacker trên Dark Web. Trong quá trình học thì Hiếu đã phát hiện một lỗ hổng trong mạng máy tính của trường làm lộ thông tin của thẻ thanh toán. Thì tôi liên hệ với kỹ thuật viên của trường để khắc phục lỗi, nhưng không ai quan tâm nên tôi hack luôn cả hệ thống. Sau đó thì tôi sử dụng cái lỗ hổng này để hack tiếp những website khác và lấy cắp được rất nhiều thông tin trong thẻ tín dụng, Hiếu kể như vậy. Thì cậu quyết định sử dụng dữ liệu có được để mua vé hòa nhạc này, vé tham dự sự kiện, rồi sau đó thì bán lại trên trang đấu giá ở Trader Me ở New Zealand. Cái trường cuối cùng cũng phát hiện hành vi của Hiếu và báo cho cảnh sát. Visa của cậu không được gia hạn khi học kỳ đầu tiên kết thúc. Hiếu đã trở lại học ở Việt Nam, nhưng phần lớn thời gian vẫn lang thang trên các diễn đàn tội phạm. Và từ việc coi hack là trò vui, thì tôi đã chuyển sang hack vì lợi nhuận, khi mà thấy mình có thể dễ dàng kiếm tiền từ việc đánh cắp dữ liệu khách hàng ra sao. Tôi đã kết giao với một vài người bạn trong các diễn đàn của thế giới ngầm và lên kế hoạch về một chiến dịch tội phạm mới. Hiếu đã chia sẻ, các bạn tôi nói việc làm thẻ tín dụng và thông tin tài khoản, ngân hàng rất nguy hiểm, nên tôi bắt đầu nghĩ về việc bán dữ liệu danh tính.
Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là thông tin thôi mà, có thể nó chẳng xấu vì không liên quan trực tiếp tới tài khoản ngân hàng. Nhưng tôi đã nhầm và số tiền tôi kiếm được quá nhanh khiến cho tôi mờ mắt. Mục tiêu lớn đầu tiên của Hiếu là công ty báo cáo tín dụng Microbit ở New Jersey thuộc nước Mỹ. Tôi thâm nhập vào nền tảng của họ, đánh cắp cơ sở dữ liệu người dùng. Tôi hoạt động trong hệ thống đó suốt gần một năm mà không ai biết, Hiếu kể như vậy. Sau khi giành được quyền truy cập Microbit thì cậu lập một cái website SuperGet chuyên bán hồ sơ người dùng cá nhân. Khi khách hàng yêu cầu cần thông tin về một tiểu bang hay một nhóm người dùng cụ thể thì cậu sẽ tìm kiếm dữ liệu một cách thủ công. Tôi cố thu thập nhiều hồ sơ một lúc nhưng tốc độ Internet tại Việt Nam khi đó rất chậm, không thể tải xuống toàn bộ vì cơ sở dữ liệu quá lớn, nên ai cần gì thì tôi tìm thông tin đó trên hệ thống, Hiếu cho biết. Sau đó thì cậu đã tìm ra cái cách sử dụng những cái máy chủ mạnh hơn ngay tại Mỹ để tự động thu thập lượng dữ liệu lớn từ hệ thống của Microbit và những hãng dữ liệu khác. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi được cập nhật hàng ngày với thông tin về 99% người Mỹ, nhiều hơn bất cứ site nào khác trên Internet, trang web của Hiếu quảng cáo. Mỗi thông tin như số an sinh xã hội hay là ngày sinh thì được bán giá là $3. Việc xâm nhập vào Microbit cuối cùng cũng bị phát hiện và công ty này đã đẩy Hiếu ra khỏi hệ thống. Tuy nhiên, cậu đã sớm quay trở lại nhờ một lỗ hổng khác. Một trong những website của Hiếu chuyên cung cấp dịch vụ đánh cắp danh tính, trò chơi mèo vờn chuột với Microbit tiếp tục cho đến khi Hiếu tìm thấy nguồn dữ liệu người dùng hấp dẫn hơn. Một công ty Mỹ có tên là Court Ventures chuyên lập hồ sơ công cộng từ tài liệu tòa án. Hiếu không quan tâm đến dữ liệu do Court Ventures thu thập mà là thỏa thuận chia sẻ dữ liệu của nó với công ty môi giới dữ liệu là US Info Search, bên có khả năng tiếp cận nhiều hồ sơ người dùng nhạy cảm hơn. Sử dụng tài liệu giả và một vài mánh khóe, Hiếu đã thuyết phục được Court Ventures tin rằng cậu là một nhà điều tra tư nhân ở Mỹ. Ban đầu khi tôi đăng ký, họ yêu cầu một số tài liệu để xác thực, nên tôi sử dụng một vài kỹ năng để vượt qua vòng kiểm tra an ninh, Hiếu cho hay. Tháng 3 năm 2012, chi Court Ventures được Experian, một trong những tổ chức tín dụng khách hàng lớn của Mỹ, mua lại. Cơ sở dữ liệu được Experian kiểm soát và tôi trả cho Experian hàng nghìn đô la mỗi tháng, Hiếu kể. O'Neill cho biết ông không rõ là Experian có xem xét các tài khoản sát nhập từ Court Ventures không, nhưng không khó nhìn ra điều bất thường ở tài khoản của Hiếu. Cậu ta thường trả tiền cho các yêu cầu dữ liệu khách hàng bằng hình thức chuyển khoản từ nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Tuy nhiên, chúng đều là tài khoản mới lập và đa số ở Trung Quốc, Malaysia và Singapore. Theo O'Neill, website của Hiếu thực hiện hàng chục nghìn lệnh truy vấn mỗi tháng. Ví dụ như hóa đơn đầu tiên mà Court Ventures gửi tới Hiếu vào tháng 12 năm 2010 là cho 60.000 lượt truy vấn. Khi Experian mua lại công ty 2 năm sau đó, thì dịch vụ của Hiếu đã thu hút hơn 1.400 khách hàng thường xuyên với 160.000 lệnh truy vấn hàng tháng. Quan trọng hơn thì Hiếu kiếm bộn tiền bởi mỗi lệnh truy vấn, chỉ Court Ventures thu của cậu là $0.14, nhưng cậu lại thu của khách hàng với giá là $1. O'Neill và mật vụ Mỹ cũng bắt đầu chú ý tới hoạt động của Hiếu và phát hiện một số email Hiếu gửi cho đồng phạm hướng dẫn cách thanh toán tiền cho Experian bằng cách chuyển khoản từ các ngân hàng châu Á. Làm việc với cơ quan mật vụ, Experian nhanh chóng xóa thông tin và đóng các tài khoản của Hiếu. Chớp cơ hội, mật vụ Mỹ tìm cách liên lạc với Hiếu qua một trung gian ở nước Anh. Một tên tội phạm mạng có tiếng đã bị kết án và đồng ý hợp tác với cơ quan điều tra. Người này nói với Hiếu rằng chính anh ta đã chặn các tài khoản của Hiếu ở Experian vì bị cậu cản trở hoạt động kinh doanh dữ liệu của anh ta. Cậu đang dẫm chân lên cỏ của tôi nên tôi phải khóa cậu lại. Nhưng nếu chịu trả phần trăm cho tôi thì cậu sẽ vẫn còn quyền truy cập, người này nói. Dưới sự chỉ đạo của mật vụ Mỹ và các nhà chức trách ở Anh,
tên tội phạm yêu cầu gặp mặt để thỏa thuận trực tiếp, nhưng Hiếu không cắn câu. Thay vào đó, cậu chuyển hướng sang một kho dữ liệu khác, tương tự cách tiếp cận Quote Ventures. Hiếu thiết lập được tài khoản ở TLO, công ty môi giới chuyên bán quyền truy cập vào các thông tin nhạy cảm của hầu hết người Mỹ cho các cơ quan thực thi về luật tại Mỹ và một số ít chuyên gia, những người có thể chứng minh họ có lý do hợp pháp để tiếp cận dữ liệu như thế. Chỉ trong thời gian ngắn, Hiếu đã dùng dữ liệu của TLO để khôi phục lại dịch vụ bán danh tính. Mờ mắt vì tiền. Năm 2012, Hiếu đã kiếm được hơn 3 triệu đô la nhờ kinh doanh dữ liệu cũng như thỏa thuận với 3 cửa hàng tiếng Nga của tội phạm mạng. Cậu nói với cha mẹ rằng cậu kiếm tiền nhờ phát triển website cho các công ty, thậm chí sử dụng một phần tiền để trả nợ cho gia đình. Tuy nhiên, phần lớn được chi cho những chuyến du lịch, mua xe và nhiều thứ phù phiếm khác. Khi TLO khóa tài khoản của Hiếu, thì mật vụ Mỹ lại khai thác cơ hội cũ. Tên tội phạm ở Anh tiếp tục nói với Hiếu rằng anh ta đã đẩy cậu ra khỏi hệ thống của TLO và sẽ làm vậy cho tới khi cậu chịu gặp để thiết lập mối quan hệ hợp tác. Sau vài tháng trao đổi thì cuối cùng Hiếu đồng ý hẹn người này ở Guam vì không nghĩ đây là cái bẫy mà các nhà điều tra Mỹ giăng ra. Tôi quá tuyệt vọng, muốn có một cơ sở dữ liệu ổn định nên bị lòng tham che mờ mắt và hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều người khuyên tôi đừng đi, nhưng tôi nói với họ rằng tôi phải thử xem chuyện gì đang xảy ra, Hiếu kể như vậy. Ngay khi vừa bước chân ra khỏi máy bay ở Guam, Hiếu đã bị các đặc vụ Mỹ tiếp cận và bắt giữ. Một tháng sau, cậu mới được phép gọi điện về cho gia đình để giải thích về hoàn cảnh của mình. Cậu bị giam 2 tháng ở Guam, sau đó bị đưa về New Jersey, nơi cậu thừa nhận đã thâm nhập vào hệ thống của Microbit và các hệ thống khác. Mật vụ Mỹ đã gặp khó khăn trong việc xác định chính xác mức độ thiệt hại tài chính, nhưng ước tính dịch vụ của Hiếu đã giúp tội phạm mạng khai thác danh tính của người Mỹ để lừa đảo được số tiền khoảng 1,1 tỷ đô la tại các ngân hàng và chuỗi cửa hàng bán lẻ ở Mỹ. O'Neill cho biết ông đã trao đổi với một số khách hàng của Hiếu. Những người này thừa nhận mua dữ liệu danh tính hiệu quả hơn nhiều so với mua thông tin thẻ thanh toán bị đánh cắp. Dữ liệu thẻ chỉ có thể dùng 1-2 lần trước khi bị vô hiệu hóa, trong khi đó dữ liệu danh tính thì có thể dùng đi dùng lại nhiều năm. Khi tôi điều hành dịch vụ thì tôi không thực sự quan tâm đến hậu quả vì không biết khách hàng của mình là ai, cũng như không biết họ làm gì với những dữ liệu đó, Hiếu nói. Nhưng trong quá trình xét xử thì tòa án liên bang đã nhận khoảng 13.000 thư khiếu nại từ các nạn nhân kể là họ đã mất nhà, mất việc và không còn khả năng mua nhà hay duy trì nguồn tài chính. Chỉ vì tôi, điều đó khiến tôi nhận ra mình là kẻ tồi tệ. Khi Hiếu ngồi tù ở Texas thì một nhân viên ở đây đã kể cho cậu nghe chuyện về một người bạn của bà ấy. Người đó bị đánh cắp danh tính và sau đó đã mất mọi thứ. Tôi không rõ người đó có phải là một trong những nạn nhân của tôi hay không, nhưng câu chuyện khiến tôi thấy ân hận, Hiếu thừa nhận. Hiếu PC hy vọng một ngày nào đó có thể làm việc liên quan tới an ninh mạng, nhưng hiện chưa sẵn sàng và muốn dành thời gian cho gia đình. Về lâu dài thì cậu mong có thể giúp những người trẻ tránh xa con đường tội phạm mạng. Còn thông qua cái câu chuyện của cái anh Hiếu PC này là một hacker đó, thì tôi thấy cái chuyện này xảy ra rất là nhiều ở bên cái xứ Mỹ này. Có rất là nhiều người tự nhiên bị mất tiền trong nhà băng. Và khi mà check nhà băng thì thấy là tiền của mình tự nhiên biến đâu mất một số tiền lớn. Và khi mà kiểm tra lại thì thấy có những cái món hàng mình không mua mà sao lại tự nhiên lại có tên trong cái danh sách, trong cái list của nhà băng người ta gửi về là mình mua những cái món hàng đó. Thì đây là một trong những trường hợp mà những người mà bị hacker người ta và đánh cắp cái tên của mình cũng như là số tài khoản của mình đó. Cho nên là họ dùng cái thẻ nhà băng của mình để mà họ mua sắm đồ mà mình không biết. Đến khi mà mình kiểm tra lại thì mình thấy mình mất tiền trong nhà băng thì nhiều khi cũng đã quá trễ rồi. Nhưng mà có những cái nhà băng mà họ uy tín đó, thì khi mà những cái người mà dùng một số tiền lớn để mua sắm đó, vài trăm đô la trở lên đó, thì nhà băng đó, họ phải gọi cho mình xem mình có mua hay không. Hoặc là họ tìm cách họ ngắt lại, họ không cho cái người mà tiêu dùng số tiền lớn đó, được quyền sử dụng để mua những cái thứ món đồ mà họ muốn. Thì họ đóng cái tài khoản nhà băng của mình lại.
khi mà họ điện thoại họ thấy rõ ràng là mình muốn mua những món đồ đó thì mà thì họ mới tiếp tục mở cái tài khoản ra cho mình. Còn nếu mà họ không liên lạc được với mình mà phải tiêu một cái số tiền lớn từng chừng độ vài ngàn đô á, hay là 700-800 đô trở lên á, thì họ sẽ tìm cách họ đóng cái tài khoản của mình lại, và cái người mà tìm cách lấy tiền của mình họ sẽ không lấy được. Thì đó là những nhà băng mà có uy tín á. Còn những nhà băng mà không có uy tín thì nhiều khi họ đâu có kiểm tra giúp cho mình đâu, họ đâu có giúp mình để mà ngăn chặn cái việc mà hacker họ lấy tiền trong nhà băng của mình đâu. Thế cho nên là những người mà làm những cái nghề này đó, làm lấy danh tính của người khác để mà bán đi lấy tiền đó, mà sinh sống đó, đây là một cái nghề có thể nói là rất là ác độc, bởi vì nhiều người họ tán gia bại sản, họ bị mất tiền xong rồi thì họ không còn nhà để mà ở nữa, bởi vì mất một số tiền quá lớn. Thì coi như mình đã làm công việc này giống như là mình giết người một cách gián tiếp vậy đó các bạn. Cho nên là người ta mới trả cho mình cái số tiền lớn để mà người ta mua danh tính, cũng như là mua tất cả những cái thông tin mà mình bán lại cho người ta, để mà người ta đi làm hại người khác này như vậy. Thì nếu mà bạn nào mà có ý kiến gì khác ngoài cái ý kiến của tôi thì xin các bạn cứ đóng góp bên dưới nhé. Tôi chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp nhé. Chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mong quý vị nhấn nút like để video này được phổ biến nhiều hơn trên YouTube. Và mong quý vị nhấn cái chuông bên phải của nút subscribe nếu quý vị đã bấm subscribe rồi. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại.